Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị em đã trở lại với kênh youtube của Xế Đẹp 88 Và em là Trọng xe Đẹp đây Để xem một mẫu xe tải cũ nó có bị đâm đụng vai trạng hay không thì chúng ta xem những gì Hôm nay em xin được chia sẻ và báo giá cũng như là review chi tiết về một mẫu xe Kia K3000 đã 2009 16N1523 Kia K3000 2009 à, Mẫu xe 1 tấn 4 hạ tải xuống còn 1 tấn 2 Xe em mới đăng kiểm xong Đăng kiểm tới tháng 9 năm 2023 các bác nhé Đối với cả đời 2009 Thì hiện tại đăng kiểm vẫn đang là 6 tháng một lần Tới hết đời xe các bác nhé Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến review chi tiết Xem chiếc xe này có bị đâm đụng va chạm hay không các bác nhé Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem Về vấn đề đâm đụng va chạm Xem chiếc xe này có bị đâm đụng va chạm hay không nhé Thì hãy nhìn về hai phần cột trước Phần bên cột bên lái cũng như là bên phụ Tới phần cột thì chúng ta cùng kiểm tra về mã kính. Chiếc xe này thì mã kính đã thay rồi, do khả năng cao là do đá văng vào. Để kết luận được điều này thì chúng ta hãy kiểm tra vị trí cột đây, vị trí này vẫn còn nguyên vẹn, không có bị nứt vỡ gì cả. Và vị trí bên này cũng vẫn nguyên vẹn các bác nhá. Đấy hai vị trí cột. Bên lái và phụ còn nguyên. Để củng cố thêm lý thuyết thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra toàn bộ phần cánh cửa nhá sang bên cánh cửa bên lái thì chúng ta có gì toàn bộ phần đinh bấm này toàn bộ phần keo chỉ này đây chạy dài từ phần trên này xuống toàn bộ phần mép cánh cửa này toàn bộ phần dưới này xuống hết phần cánh cửa keo chỉ với đinh bấm nó là một cái tấm tem bảo hành của một chiếc xe chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường chúng ta cũng có thể nhận thấy được là chiếc xe này nó bị mất đinh bấm hay không, mất kiểu chỉ hay không và có bị đâm đụng va chạm hay không các bác nhá. Kiểm tra xong phần keo chỉ, chúng ta sẽ cùng đến với cả phần đinh bấm của chiếc xe này. Toàn bộ đinh bấm phần cabin, đây, chạy dài có nguyên này, đấy và gần như là không không mất một phân đinh bấm nào cả. Để ở góc này chúng ta sẽ nhìn rõ hơn, đây, đây toàn phần đinh bấm đây, đấy, không mất phần đinh bấm nào, không mất một phân đinh bấm nào các bác nhá. Và vị trí cột này vị trí này cột đây vị trí cột đây và vị trí đẹp này đó và toàn bộ phần ninh bấm phần máng mưa cũng vẫn còn nguyên cũng vẫn còn nguyên vẹn đó đây là một chiếc xe không bị đâm đụng va chạm các bạn nhé và cũng có thể thấy cái má kính đã 2009 còn nguyên này nguyên mã kính này và bên lái cũng như bên phụ thì mã kính vẫn còn nguyên nhá bên lái kiểm tra như thế nào thì bên phụ cũng kiểm tra tương tự như vậy không gian hơi bị hẹp nên là sẽ có những cái góc quay không thuận lợi cho lắm nên các bác có thể thông cảm nhé. mở phần cánh cửa ra đây cũng chính là toàn bộ phần keo chỉ của bên phụ và gần như là không mất một phần keo chỉ nào cả đó toàn bộ phần tắp đi cửa đây còn rất là đẹp nhé. còn rất là đẹp đó là chính mà toàn bộ phần tắp cửa thì còn tương đối ổn định rồi đấy và tiếp tới sẽ là phần đinh bấm đây toàn bộ phần đinh bấm của nguyên này và như không mất một phân đình bấm nào cả các bác nhé không mất một phân đình bấm nào cả đó chiếc xe thì đây em được kiểm em kiểm tra và tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi tiếp theo sẽ là vị trí phần lắp cabo và đối với dòng xe Kia đặc biệt là Kia K3000 thì kiểm tra thế nào tiên chúng ta sẽ phải giật phần lắp cabo nó ra nhé bằng cái dây này Sau đó Chúng ta sẽ sờ vào mép này để mở Đó Ok này chúng ta có thể nhìn thấy rõ là toàn bộ phần Toàn bộ phần lắp cabo đây Đây là toàn bộ phần lắp cabo nhá Có thấy là toàn bộ phần cái chỉ của nguyên này và những cái phần đinh bấm đây những phần đinh bấm của nguyên này nó không bị uh, mọt không bị uh, móp mép nó không bị uh, bà gì cả các bác nhé vẫn còn nguyên đấy tiếp tới toàn bộ phần bắt tay bắt đèn đây những phần như này những vị trí này nếu như bị đâm đụng bắt chạm rồi nó sẽ móp nó sẽ không còn được nguyên vẹn như này nữa đấy. đấy đây tổng thành đây nó vẫn còn nguyên si các bác nhá toàn bộ phần lắp cái đây thì sơn thì đã có bắn tỉa qua rồi đối với đài hai chín thì đa đa phần là sơn bắn tỉa qua các bác nhá đa phần là sơn đã bắn tỉa qua rồi và uh, toàn bộ vị trí như cái phần rằng này toàn phần rằng trước này đấy nó không nó nguyên vẹn nó không có dấu hiệu của việc mép nối này không bị nứt này không bị hàn gì cả này đấy đây như thế và đây cũng vậy các bác nhá về phần xe có bị đâm đụng va chạm hay không thì em đã kiểm tra rất là kỹ rồi và cũng đã chỉ cho bác những cái để các bác có thể nhận biết và bắt thường được Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả tổng kết chiếc xe này cột kèo keo chỉ có nguyên à, ba mắt kính bên lái bên phụ và kính đằng sau thì vẫn còn nguyên và kính chắn gió thì thì thay rồi nhá khi chắn gió đã thay rồi do đá văng vào hai phần mép cột bên lái bên phụ cũng vẫn còn nguyên và bây, giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này chiếc xe này với nội thất là ghế bọc da tông màu uh, tím xám đã bọc da đầy đủ và gần như là nó còn rất là căng nhé nó còn rất là căng nó không bị rách ở một vị trí nào cả ghế còn bọc rất là đẹp tiếp tới là phần uh, điều hòa thì chiếc xe này cũng đã được trang bị điều hòa rồi điều hòa ra ngoài thôi các bạn nhá điều hòa ra ngoài thôi uh, toàn bộ phần uh, vô lăng này cũng như cục số này còn rất là đẹp đấy hộp đầy đồ cũng vậy các bạn nhá hoạt động tốt tất cả mọi thứ hoạt động ổn định và phần điện đóm đèn có sinh nhàn đảm bảo luôn tiếp tới sau khi kiểm tra về phần nội thất thì điều hòa điều hòa lắp ngoài chứ không phải điều hòa hãng và nội thất thì các ra rồi, đủ đồ rồi, nói chung là sẵn dùng cho các bác luôn và chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng sàn gầm bệ của chiếc xe K3000 đời 2009 này nhé. Vâng và ở góc quay như thế này thì chúng ta có Vâng và ở góc quay như thế này thì chúng ta có thể thấy rõ được rằng chiếc xe này cái phần tôn thì là tôn là đóng theo tôn nhà máy các bác nhá, dập theo khuôn tôn nhà máy giống như chiếc xe Kia K140 bên cạnh ở đây cũng là dập tôn thành thùng bên ngoài là tôn nhà máy và phần uh, đến phần, phần chi tiết hơn thì tôn thành thùng là tôn nhà máy còn khung thành thùng bên trong vẫn là khung thành thùng tự đóng của đời 2009 vào những cái đời 2000 trăm từ từ khi nó mới sản xuất ra từ đời 2000 lẻ, lẻ 2000 từ 2003 cho tới đời 2014 thì tất cả toàn bộ phần tôn là và khung thành thùng đều là tự đóng hết chiếc xe này thì đã có thay phần tôn ngoài này rồi nhá tiếp tới vị trí phần bừng thành thì chúng ta có thể thấy toàn bộ phần bừng thành nó vuông vắn nó không bị móp méo và nó không bị sơn bả nhá bằng mắt thường có thể thấy đây toàn bộ hàng linh bấm hàng trên và hàng dưới thì nó còn rất là đều và nó gần như là nó không có bị móp méo tí nào cả nó không bị bả một tí nào cả nên là hàng linh bấm còn thể hiện rất là rõ và phần gân giữa của phần bừng thành này nó không bị móp không bị quẹt không bị cong vênh các bác nhá thấp hơn một chút thì chúng ta có thấy chiếc xe này là một chiếc xe trang bị sàn là sàn phẳng nhá đối dòng xe Kia thì nó có hai loại sàn thứ nhất là sàn sóng và thứ hai đó là sàn phẳng và đây là sàn phẳng đây và sàn phẳng thì có trên đây là toàn bộ phần sắt này còn đây chủ cũ có trên thêm phần gỗ ở đây nữa đây là gỗ các bác nhá có chêm thêm gỗ rất là phẳng và như là không có bị võng một chút nào và không bị mồm một chút nào đó Sàn còn rất là đẹp Tiếp tới là phần bừng đít Cũng như là phần lót sàn của chiếc xe này Phần bừng đít còn rất đều nhé Đấy nó phẳng và là không có bị móp gì cả Còn rất là đẹp Tiếp tới là phần lót sàn Thì chiếc xe này bên dưới cái lớp sàn phẳng Chiếc dưới cái lớp cái lớp sàn Thì là có một lớp sàn phẳng này Và đây là một lớp sàn tôn lót bên trên Nghe là có hai lớp sàn các bạn nhá Nó có hai lớp sàn một lớp sàn phẳng bên dưới và lớp sàn tôn được lót bên trên nó đảm bảo tốt hơn bảo vệ sàn tốt hơn và hạn chế được lõm những cái vết lõm cũng như là những cái vết mối uh, mọt tốt hơn các bạn nhé và cũng như em đã nói toàn bộ phần khung thành thùng thì khung thành thùng là khung thành thùng tự đóng nên nó sẽ dày dặn hơn nó chắc chắn hơn so với khung thành thùng nhà máy dành cho những cái mẫu xe dòng xe Kia k mươi và những dòng xe Kia K165 bây giờ các bạn nhé rồi là những cái thông tin chia sẻ khá là chi tiết và cụ thể về một cái mẫu xe Kia K3000 đời 2009. Mẫu xe này thì trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi, đăng kiểm còn rất là dài. Và các bác mà cần thêm những cái thông tin và hình ảnh chi tiết hơn về toàn bộ phần máy móc gầm bệ của chiếc xe Kia K3000 đời 2009 này thì vui lòng kết nối với em qua số hotline là 0975 180 77 và 0981 188 765. Và mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe K3000 đời 2009 biển 16 này với cái mức giá là 185 triệu các bác nhá. 185 triệu đồng, mức giá vẫn còn thương lượng cho anh chị em. Và địa chỉ của em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Đương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn và sẽ có thêm hình ảnh chi tiết ở trên các kênh fanpage các bác có thể kết nối em qua các số hotline nhé Và cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá chi tiết dòng xe Kia các bác nhìn K2700 ở video là sau. Xin chào.